tập 126, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước. Thấy trưởng công chúa, Từ Bắc vọng liền trở nên vui vẻ, lão đại. Trưởng công chúa đứng chắn trước mặt, ngươi cô đơn rồi sao? Sau đó lập tức tấn công hoa nữ, cô ta nhanh chóng bị đánh cho hộc máu. Tân Hải và Ánh Công cần liền cảnh giác, hoa nữ là bán bộ trí tôn cảnh tu luyện nghìn năm, nhưng lại không chịu được một chiêu của Đệ Ngũ Ma Đầu, Đệ Ngũ Ma Đầu đã mạnh đến mức này rồi sao? Đệ Ngũ Ma Đầu ra tay với hoa nữ trước, chẳng qua chỉ là vì hoa nữ chưa đùa với họ từ kia, xem ra tên họ từ này tuyệt đối là người trong phòng của đệ ngũ ma đầu từ bắc vọng đắc ý xem các người ai dám chọc đến lão đại của ta nữa hay không trưởng công chúa lập tức trừng mắt nhìn bé mèo bé mèo sợ hãi má ơi không dám thân thiết với xấu xa nhỏ nữa đâu trưởng công chúa ra lệnh lấy ra đây từ bắc vọng liền lấy ra bảo vật những người còn lại nhanh chóng cảm nhận được hơi thở sinh mệnh quả nhiên là bảo bối trưởng công chúa đe dọa muốn nó có thể đến đây cướp những người khác đều bất động cướp ai dám chứ từ bắc vọng thì thầm lão đại bọn họ có nhiều người trưởng công chúa không để tâm đừng phí lời lập tức thôn phệ đi từ bắc vọng nghe xong không hiểu trưởng công chúa trách mắng phế vật đây là tim của cổ thần lập tức thôn phệ ngay cổ thần một hơi thở thì có thể hủy diệt được những giới bỏ hoang của cửu cho rồi từ bắc vọng có chút ngạc nhiên thở mà có thể hủy hoại một thế giới đúng là mạnh quá rồi lẽ nào cổ thần gì đó chết ở trong tay của một nhân vật thần bí tu luyện minh khí tim bị phong ấn vào chiếc đèn lồng minh khí này tim của thần bộc phát ra sức mạnh cuối cùng thì chạy trốn đem theo cả đèn lồng rơi vào trong vùng đất cửu châu nhưng mà sức sống của nó vẫn rất dồi dào cho nên mới hình thành vùng đất cấm kỵ ở nơi này có liên quan đến tiểu bắc minh giới sao nghĩ rồi từ bắc vọng tiến hành thôn phệ những người khác liền tỏ ra bất bình từ ác tặc muốn độc chiếm thần khí lẽ nào cứ nhìn như vậy thôi sao tiêu phàm ra hiệu mọi người cùng nhau xông lên ma khí ra tay trước ngay lập tức bị trưởng công chúa phản công ma khí tức giận ngươi đang còn ép ta sau đó hắn giết chết đồng bọn của mình những người khác sững sờ lại dùng tính mạng của ma binh làm chất dinh dưỡng ma khí ra lệnh giết cô ta tiêu phàm mỉm cười đệ ngũ ma đầu xem ngươi còn có thể làm được gì Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác. Yêu mọi người, donate càng yêu.